Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao 24 giờ của truyền hình kỹ thuật số VTC ngày chủ nhật một ngày tràn ngập những thông tin về bóng đá và chúng ta sẽ mở đầu với hình ảnh đến từ sân Cao Lãnh nơi diễn ra trận đấu ở vòng 11 V-League giữa chủ nhà tập đoàn cao su Đồng Tháp và đội khách Ninh Bình. Trong những năm gần đây, Ninh Bình luôn được đánh giá cao hơn Đồng Tháp về mặt lực lượng nhưng kết quả luôn là chiến thắng thuộc về Đồng Tháp trong 4 trận đấu gần đây nhất Đồng Tháp luôn có được chiến thắng và trận đấu chiều nay cũng không phải là một ngoại lệ. Dưới cái nóng như thiêu đốt tại sân Cao Lãnh, Dễ hiểu vì sao đội chủ nhà tập đoàn Cao Xu Đồng Tháp chơi lớn đất hoàn toàn so với đối thủ xi măng Zervis Sa Ninh Bình. Và đến phút thứ 18, sau đường truyền thuận lợi của đồng đội, Felix Azala đã băng xuống rất nhanh rồi dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho đội chủ nhà trong niềm vui của các cổ động viên đội bóng áo vàng. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, tiền đạo chủ lực của Đồng Tháp San Sanson KD đã phải nhận thẻ đỏ của trọng tài Võ Minh Trí khi anh có hành động không đẹp đạp vào người đối phương. Với lợi thế đó, đội bóng áo trắng xi măng Zervis Ninh Bình đã đẩy cao đội hình chơi tấn công Song trong một buổi chiều không may mắn, bóng đã tìm đúng vào xà ngang khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường. Ở phần sân đối diện, tập đoàn Cao Su Đồng Tháp tấn công không nhiều, tuy nhiên những đợt phản công của họ lại tỏ ra sắc bén và vào phút đá bù giờ đầu tiên, đội chủ nhà đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Cú bấm bóng tinh tế của Công Thuận đã loại bỏ thủ môn Đinh Hoàng La trước khi làm tung lưới Ninh Bình và 2-0 là kết quả cuối cùng nghiêng về phía tập đoàn Cao Su Đồng Tháp.